duyên hóa thành trò. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa. Nhắn ai đừng xa. Nhìn từng chiếc lá hoa phai màu rụng rời ngoài hiên. Mình ta với ta thôi mà. Tâm thân này chịu nhiều đớn đau lưu. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình. Chốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn lý. Ta xa nhau vì bình minh xấu đi cô đơn ngày dài ta mong quên đi. Ai mang cô đơn đi? Ai mang cô đơn đi? Ai mang cô đơn đi? Và ai gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình. Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình. Chốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn lý. Rồi chào các bác, em là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì em sẽ chia sẻ qua về cái bộ đèn pha của xe Jeep, do bên em đã độ sẵn một cái quả bi AES có kích thước là 2 inch vào những cái chiếc pha xe Jeep, thì em làm nguyên bộ như thế này. Đó thì có rất nhiều các bác là đã đặt hàng bên em rồi. Qua cái video mà em đã hướng dẫn các bác mà độ vào cái bộ pha đèn, hay còn gọi là cái bộ chóa đèn của những cái chiếc xe Jeep thân yêu của chúng ta đó. Thì ở clip này thì em sẽ hướng dẫn các bác gắn cái bộ dây như thế này. Thì trước khi vào gắn cái bộ dây như này thì em muốn quay qua cho các bác có thể là coi chiêm ngưỡng một vòng của cái bộ chóa của xe Jeep này, khi mà em đã độ hoàn thiện lên nó sẽ là như thế nào. Rồi thì ở trước mắt các bác đây là cái bộ chóa của xe Jeep. Thì bên em có mấy phiên bản. Thứ nhất là em sẽ sơn cái này, nó là sơn chịu nhiệt màu đen, hoặc là để màu trắng như này, hoặc là sơn cái chóa này màu đen, hoặc là để cái xi ở trong này màu trắng. Đó thì do các bác sở thích như thế nào thì các bác có thể đặt theo như thế. Thì đây là một yêu cầu của một em đã đặt bên em là cái pha đèn này làm cho bạn ý màu trắng. Rồi đây là cái phía mặt trước là có kích thước là bi 2 inch, và em để cái chóa đèn của bạn ý là màu trắng. Và trên này thì em làm xong em sẽ dán một cái tem bảo hành ở đây. Và ở cái phía mặt sau này thì có nhiều bác sẽ thắc mắc là cái phần này nó có chạm vào ghi đông hay không. Thì bên em làm đã tính toán và đã ship hàng cho rất nhiều bác là khi lắp vào cái xe là ok, không bị cấn, kể cả là những chiếc Jeep Thái. Thì có nhiều bác là có hỏi em là cái mặt kính này của em là mặt kính trong, thì các bác ấy muốn làm cái mặt kính mà nó giống của những cái chiếc Jeep Thái đời ngày xưa đó, hoặc là những cái chiếc Jeep Việt đầy đầu ấy, kính sần, thì bên em sẽ không làm loại kính đấy. Lý do là cái loại kính sọc sần như thế thì ánh sáng nó đưa ra nó sẽ không được đẹp, và nó sẽ làm giảm cái hiệu suất sáng của cái phần bi này. Và cái hiệu suất sáng của cái phần bi này nó chỉ đạt 100% khi mà cái kính này là kính trong như thế này, thì nó là cực kỳ là đẹp. Nó sẽ là giống như cái kính của những cái chiếc pha Jeep Việt đời mới. Và cái phần pha đèn này nó sẽ là pha của dành cho những cái chiếc xe Jeep đầu ngắn, Jeep Super đầu ngắn các bác nhé. Và ở đằng sau này thì bên em có cả những cái phần mà em làm cái phần gen chịu nhiệt để co bên ngoài này. Thứ nhất là để chống bụi và chống nước, cơ bản là để chống nước. Và phần bên dưới này thì cái chỗ cái quạt này em đã khoét một cái lỗ, và em đã dán một cái phần để nó lọc không khí qua đây, để nó thổi sang hai bên này. Thì cái phần lọc không khí qua đây thì nó sẽ là được lọc không khí, và cái quạt này nó sẽ chỉ thổi sang hai bên này, cho nên là không sợ hút bụi vào hai cái bên này đó, để nó giữ vệ sinh cho cái phần bi của chúng ta cũng như là phần chóa đèn của chúng ta nó luôn luôn được đẹp. Đó, tay em cầm lên nó ra mồ hôi. Đó thì ở bên em thì em sẽ sử dụng là cái keo chuyên dụng để dán xung quanh này, để mục đích là sẽ là cách nước cho cái phần bi này nó sẽ không bị nước chui vào pha. Rồi đây là cái
nhân vật chính của em sẽ để nó ra đây và em sẽ hướng dẫn qua cái bộ dây nguồn ở đây. Thì bên em luôn luôn sẽ bấm một bộ dây nguồn như thế này. Thì các bác có thể thấy là ở trên cái bộ pha đèn ấy, ở những cái chiếc pha đèn mà dạng những xe đầu to như X135 hay X150 hay là những cái xe đầu to ấy, thì bên em làm những cái phần dây này cực kỳ là kiên cố, dùng những cái ống gen cứng. Lý do là ở cái pha này thì ở cái xe của xe Jim ấy, cái đầu đèn nó rất là nhỏ. Nếu như em sử dụng những cái phần gen cứng như thế thì nó sẽ gây cấn khó lắp, thì em sẽ chỉ bọc như thế này thôi để cho cái dây nó mềm, có cái độ cựa quậy thì các bác có thể lắp đặt cho nó dễ. Đó thì bên em chỉ làm gọi là đơn giản như thế này thôi. Còn những ở những cái chiếc xe mà có kích thước đầu to thì bên em luôn luôn bọc là những cái dây chịu nhiệt như thế này thì nó sẽ rất là cứng, thì khi các bác lắp vào nó rất là khó. Đây là em sẽ kèm theo là một cái bộ dây nguồn như này, thì các bác có thể thấy là ở đây nó sẽ có một cái khuy tròn màu đỏ ở đây, thì các bác sẽ kéo xuống cực dương của bình ắc quy. Và ở đây thì em sẽ có một cái dây màu đen, thì các bác sẽ đấu vào mát ở trên hệ thống khung đèn của chúng ta. Rồi thì ở đây nó sẽ có những cái rắc chính như thế này, thì ở đây các bác có thể nhìn thấy một cái rắc, đó, một cái rắc hai như thế này, thì bên em đã quy định nó sẽ là cái dây màn chập. Đó, thì các bác có thể là gắn nó vào cái dây màn chập ở trên cái bộ pha đèn của chúng ta ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái rắc nữa, thì tương tự như thế thì các bác có thể là gắn nó vào những cái rắc ở trên này. Và ở đây nó sẽ là sử dụng một cái cục driver rời như thế này, thì các bác có thể là cắm, bởi vì em đã tính toán là các bác chỉ có cắm đúng thôi. Đó thì ở đây các bác cắm vào đây. Thì ở trên cái cục driver này nó sẽ có thêm hai cái rắc nhỏ này, thì tương tự như thế thì các bác sẽ gắn nó vào hai cái rắc nhỏ ở đây cho em. Và ở trên bó dây của chúng ta nó sẽ có thêm một cái rắc như thế này nữa, thì bên em đã bấm rồi, thì các bác chỉ cần cắm nó vào kết nối cái dây màn chập chế độ pha cốt ở đây. Rồi thì hai cái dây còn lại ở đây thì các bác sẽ đấu nó vào hai cái dây của đèn đề mi của cái xe Jim ấy, thì khi bật lên thì cái đèn mắt quỷ ở trong cái phần bi của chúng ta đây nó sẽ sáng lên. Đó thì cái xe của bạn này thì cái dây của bạn ý, cái dây cấp từ phần đèn vào trong cái hệ thống để đi ra bóng đèn của bạn ý nó đã bị nát hết rồi, thì em đã bấm thêm cho bạn ý một cái đoạn dây như này. Ở đây thì em có ghi sẵn các ký tự màu dây để cho bạn ý đấu đúng. Còn thường là xe các bác nếu mà nó còn ngon ấy, thì những cái đầu này em sẽ bấm theo dạng rắc ba như này hoặc là rắc đơn lẻ để phù hợp với xe của các bác. Đó thì khi các bác đặt hàng thì các bác có thể là comment cho em là cái xe của các bác là rắc liền như thế này là hoặc là rắc rời từng cái một, thì bên em sẽ làm cho nó giống. Thì các bác về là chỉ việc ghim vào mấy lại cái phần dây điện ở trên xe của các bác là các bác có thể là sử dụng cái bộ này hoàn toàn như zin. Thì lúc này là điện nó sẽ cấp từ bình ắc quy qua cái hệ thống dây dợ dơ le ở trên cái bó như này, thì nó sẽ cấp đến cái phần bi của chúng ta, nó sẽ giữ bảo vệ cho cái bộ hệ thống công tác cũng như là hệ thống dây điện ở trên xe Jim tải của các bạn nó sẽ không chịu tải nữa. Thì lúc này là cái bộ dây điện này nó sẽ chịu tải thay cho cái hệ thống dây ở trên xe của các bác rồi. Rồi bây giờ là cái phần này em đã xong, và tiếp theo là em sẽ nói thêm về hai cái sản phẩm ở đây. Thì hai cái sản phẩm này nó sẽ là cái phần tùy chọn, có thể là trong combo hoặc là ngoài combo. Thì ở cái combo này thì em làm cho bạn này thì bạn ấy đặt full một bộ, có nghĩa là từ pha đèn, dây dợ cho đến là phần sạc, thậm chí là cả cái dây nguồn sạc ở đây. Lý do là cái xe Jim ấy thì nên phải lên sạc, bởi vì sao là cái hệ thống điện ở trên xe Jim thì cực kỳ là yếu, đặc biệt là cái phần cục sạc ở trên xe nó chỉ là sạc bán kỳ thôi. Thì bên em luôn luôn cung cấp cái cục sạc HCE này, thì nó là sạc toàn kỳ, nó tương tự như những cục sạc Attila hoặc là những cục sạc X150 ấy. Thì các bác nói ấy, những cái cục sạc đó thì sẽ dễ hiểu hơn. Đó thì cái phần cục sạc này thì nó sẽ kết nối ở trên cái bó dây. Thì ở trên bó dây thì bên em đã làm sẵn như thế này rồi. Thì em sẽ nói qua về cái cấu tạo của cái bó dây này. Thì ở trên này nó cực kỳ là đơn giản thôi. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là có bốn cái rắc chính. Ở đây là có một cái rắc to, một cái rắc nhỏ, một cái rắc màu nâu nâu ở đây và hai cái rắc ở đây. Thì bây giờ là em sẽ nói qua cái công dụng của từng rắc. Thì khi cái xe của các bác về, các bác muốn sử dụng cái phần sạc HCE này thì các bác sẽ phải là tách mát. Rồi khi tách mát xong thì ở dưới mâm lửa của chúng ta nó sẽ đi lên là một dây màu trắng và một dây màu vàng, thì các bác sẽ đấu nó vào cái rắc mà em bấm ở đây là có hai cái dây trắng ở đây. Rồi ở trên cái cục sạc xe của các bác, cái cục sạc zin xe của các bác tháo ra thì các bác sẽ cắm giả cái đầu mà nó sẽ có ba cái cọng dây đen vàng đỏ vào đây. Thì các bác sẽ khi cắm vào thì các bác sẽ so sánh cho em ba cái màu dây này nó sẽ tương ứng. Các bác chủ yếu là sẽ là nhìn cái chân màu đỏ này. Cái chân màu đỏ này thì khi các bác cắm giả nó lên xe thì các bác chủ yếu là sẽ nhìn cái chân màu đỏ này nó tương ứng với chân màu đỏ trên xe các bác nhá. Thì cái phần rắc này bên em làm em đã thiết kế là có thể là cắm ngược cũng như cắm xuôi, nó dành cho các loại xe của thằng Honda. Đó, xe Honda thì nó sẽ chia ra làm sạc ngược và sạc xuôi.
Rồi thì em đã làm như thế rồi thì các bác chỉ cần lưu ý cho em là cái dây đỏ này nó cứ tương ứng với dây đỏ ở trên xe là được. Và tiếp theo là ở đây thì bên em đã bấm một cái rắc màu nâu ở đây thì nó sẽ có phần 4 dây ở đây. Thì tương tự như thế thì ở trên cái cục sạc này nó sẽ có 4 cái màu dây tương ứng như thế này. Thì bên em đã làm sẵn rồi thì các bác chỉ việc là cắm nó vào như thế này là xong. Hoàn toàn là zin bản, không bị cắt ghép đấu nối gì cả. Và tiếp theo là ở đây nó sẽ có thêm hai cái phần rắc rời như thế này. Thì các bác có thể thấy là ở trên cái dây đen ở cái công tắc chân phanh của cái chiếc xe Jim ấy thì các bác rút ra và các bác sẽ cắm cái dây này vào và các bác sẽ cắm giả cái đầu này ngược lại đó. Thì cái dây màu đen đấy nó sẽ cạnh cái dây xanh sọc vàng đối với lại những cái công tắc của cái chân phanh của xe Jim đấy. Cách làm nó cực kỳ là đơn giản thôi, đây là full combo dành cho bạn đó. Rồi nếu như các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại là ở trên cái card này của em 0356146858, hoặc là em sẽ để cái số điện thoại ở bên góc màn hình ấy. Thì bên em có đăng cả cái sản phẩm này ở trên Lazada, Shopee. Đó thì em ở đây em có đăng ở Zalo này, Facebook, Shopee và Lazada. Đó thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là có thể đặt hàng trực tiếp ở trên Lazada cũng như là trên Shopee. Và có thể là comment cái số điện thoại của các bác thì bên em có thể là hướng dẫn chi tiết nhất có thể cho các bác. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Và bây giờ là em sẽ mang cái bộ đèn như thế này đi để em test cái phần ánh sáng thực tế khi mà soi thực tế ở ngoài đường vào cái khung giờ là buổi tối, để xem là cái phần ánh sáng nó cải thiện nhiều hơn so với lại những cái phần ánh sáng gì ở trên xe này là bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Và những cái phần bi như thế này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là 15 tháng đổi mới trong trường hợp là cái bi này nó bị cháy, bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất. Còn nếu như nó hỏng hóc do có thể là va chạm, bị vỡ hay là như thế nào đó, đại loại là dẫn đến nó hỏng do tác động ngoại lực do con người gây ra, thì cái đó bên em sẽ không được bảo hành, sẽ không bảo hành cho các bác. Còn cái vấn đề là nó cứ còn nguyên vẹn, những cái phần tem này còn nguyên và những cái phần linh kiện ở trong này nó vẫn còn nguyên, thì bên em đã phủ keo niêm phong ở đây rồi. Thì nếu như các bác muốn tháo này ra thì các bác phải mở cái keo này ra. Nếu như gửi về cho em mà cái phần keo này nó bị bung ra hết rồi, mà những cái phần keo xung quanh này bị bung ra hết rồi, thì bên em sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho các bác. Đó, thì trong trường hợp mà nếu như cần phải bảo hành thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại này, thì bên em sẽ hỗ trợ đổi mới cho các bác. Và bên em sẽ đổi mới đồng thời cả cái chóa đèn này cho các bác luôn, chứ không phải là bên em chỉ đổi nguyên cái phần bi này đâu nhá các bác nhá. Đó, đây là cái chính sách bảo hành ở bên em 15 tháng đổi mới cho cái sản phẩm bên em làm. Đó, cam kết vàng, uy tín, chất lượng. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Đây là cái phần pha mà mình đã làm xong. Chỗ này tay mình nó hơi bẩn một xíu. Rồi thì bây giờ là mình sẽ test phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi IS 2 inch khi mà độ vào cái chiếc pha zin thì nó sẽ là như thế nào nhé. Và đây sẽ là ánh sáng của chế độ cốt. Chúng ta có cái đường cắt sáng có ánh xanh cực kỳ là đẹp. Chế độ pha cực kỳ là cao to. Thì hiện tại em đang test buổi tối nên là chó nhà hàng xóm nó cắn nhé, các bác thông cảm. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng từ dưới chân mà nó chạy dài ra đến cái đỉnh của cái phần đường cắt ánh sáng nó rơi vào tầm khoảng 30 mét. Em đang giả lập ở cái độ cao của những cái xe trung bình như xe Jim thì có cái phần ánh sáng như này cực kỳ là ok. Đó, chế độ pha nó vươn tới tận cái biển xanh ở đằng kia, nó rơi vào tầm khoảng 250 mét. Từ đây ra cái nhà có cái chiếc ô tô vàng vàng kia nó rơi vào tầm khoảng 200 mét. Đó, đây là chế độ cốt thì các bác có thể nhìn rõ được cái xe vàng vàng đằng xa kia luôn. Và đây là chế độ pha. Đó, ánh sáng cực kỳ ok. Đây là cái phần ánh sáng của cái chiếc pha Dream. Em sẽ lấy nét vào cái pha Dream của chúng ta. Đó, ánh sáng cực kỳ là ok.